tiết lộ 4 điều đại kỵ giúp tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tránh được tai ương, đổi vận bất ngờ, trúng mánh làm giàu, tiền bạc ầm ầm đổ đầy két trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới. Kiếp người chẳng được quá dài, chớ bon chen để cực hoài tấm thân, ghét ganh chỉ để nhọc nhằn, chăm tu tâm để phúc phần dày hơn, ở đời giúp được thì nên, đừng gieo ngang trái mà thêm đắng lòng. Tà tâm tới lúc khốn cùng, giơ tay ai đỡ ai nâng hỡi người, sống qua nửa kiếp con người, ngỡ rằng đã thấm lẽ đời nhục vinh, tu tâm dưỡng tính hiền lành, gian nan mấy cũng sẽ dần vượt qua. Xin kính chào quý anh chị và cô bác đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý anh chị Mậu Ngọ thân mến, trải qua 46 năm cuộc đời, có bao nhiêu người đã được hiên ngang ngẩng cao đầu, giàu sang sung sướng, tiền bạc đủ đầy, gia đạo yên ấm, hay vẫn còn đang bị cuốn chặt vào guồng quay cuộc sống mưu sinh, thân thể bệnh tật đớn đau, đầu óc đè nặng suy tư phiền muộn, không biết bao giờ mình mới thoát khỏi bể khổ cuộc đời và không biết sắp tới cuộc sống sẽ ra sao, có được chút may mắn nào hay không? Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thấy rằng đây là bản mệnh phải chịu khó khăn đủ đường, cuộc đời gặp phải đại hạn, xui xẻo triền miên, khiến vận trình lao dốc không phanh, nguy cơ vỡ nợ mất sạch, chẳng làm ăn được gì, nghèo xác xơ là có thật. Tuy nhiên, anh chị Mậu Ngọ hãy cố lên, còn sống, còn khỏe đã là may mắn rồi, đang chưa có tiền thì cũng sẽ gây dựng lại được thôi. Đặc biệt, nếu anh chị lắng nghe hết 4 điều mà thầy Tử Vi cảnh báo dưới đây, ắt sẽ tránh xa được vận hạn, đổi vận thoát khổ, đón phúc vào nhà, đổi đời đại gia, rồi về già chắc chắn nhiều tiền lắm của, tiêu thả ga không lo hết. Vậy, cụ thể vận trình tử vi cuối năm của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 sẽ diễn biến ra sao? Những điều mà anh chị cần chú ý trong thời gian tới là gì? Và làm thế nào để hóa giải và phòng tránh những vận hạn không đáng có, tránh đánh mất một cuộc đời đầy giá trị, có thêm bình an, may mắn và lội ngược dòng thành công, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tuổi Ngọ là con giáp thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Có điều, cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Thời còn trẻ tuổi Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa là người luôn nỗ lực hết mình trong công việc, có ước mơ và có kế hoạch thực hiện rõ ràng. Họ là người tham công tiếc việc và luôn lo sợ bản thân mình sẽ không thành công nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ là những người rất thông minh, cầu tiến. Tuổi Mậu Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo, bởi vậy họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Chính vì vậy đa số người tuổi Mậu Ngọ thường rất giàu có, công thành danh toại, làm rạng danh tổ tông, là niềm tự hào của dòng tộc. Năm 2023, tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh hỏa, gặp năm Quý Mão mệnh kim là tương khắc, thiên can Bính gặp Quý là bình hòa, địa chi Ngọ gặp Mão là lục phá. Cho thấy đây sẽ là một năm khá may mắn với bản mệnh, cuộc sống êm ấm, sự nghiệp có địa vị và vận trình công việc được bình an. Sách Vạn Sự Bất Cầu Nhân qua lịch năm Quý Mão 2023 của dịch giả Trần Đình Tuấn có viết về tử vi tuổi Bính Ngọ,
năm 2023 như sau. Số phận của người tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão cực đẹp, có thể nói là một năm tương đối có nhiều cơ hội. Với tính cách của mình, người tuổi Mậu Ngọ có thể đẩy lùi được những chuyện thị phi, phát triển nhiều phương diện. Người tuổi Mậu Ngọ hay đi trước những người khác một bước, trong năm Quý Mão nên phát huy ưu điểm đó. Người tuổi Mậu Ngọ vốn yêu cầu quá cao, tính tình có lúc còn cổ quái, khiến bạn bè khó tiếp nhận, cho nên năm Quý Mão là năm họ cũng có nhiều phiền phức. Năm 2023 Quý Mão, người tuổi Mậu Ngọ nên nắm lấy những cơ hội củng cố bản thân, nên là người chủ động, mà không phải là người chủ thủ. Người ta thường nói thành công thường dựa vào thiên thời địa lợi, nhân hòa, cho nên năm Quý Mão, người tuổi Mậu Ngọ cần dũng cảm để giành lấy thiên thời địa lợi, sống sảng khoái vui vẻ thì sẽ có thu hoạch. Vì năm Quý Mão, người tuổi Mậu Ngọ 4 sao cát chiếu mệnh chủ về, phúc, lộc, thọ, sự tăng cường lực lượng các thần sao chủ về cuộc sống tình cảm, khiến người tuổi Mậu Ngọ thêm vận đào hoa. Năm Quý Mão 2023, người tuổi Mậu Ngọ luôn có nhiều niềm vui, vạn sự thành ứng nghiệm một chữ thuận. Nhưng năm Quý Mão người tuổi Mậu Ngọ cũng gặp nhiều chuyện thị phi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ nhất thiết không được có những hành vi phi pháp vì có thể bị vướng vào pháp luật hoặc ảnh hưởng tính mạng. Họ cần phát triển một cách quang minh chính đại để chuyển hung thành cát. Về phương diện tài vận và sự nghiệp, tháng cao trào về tài vận của người tuổi Ngọ trong năm Quý Mão là tháng 6, 8, 11 và tháng 12 âm lịch. Người sinh năm 1978, có thiên ất quý nhân phù trợ, cho nên tất có niềm vui trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ, đại lợi ở bốn phương, đại lợi khi đầu tư. Đặc biệt, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 2 tháng, 11 và 12 âm lịch tới này, chắc chắn sẽ thay mệnh đổi vận giàu sang nứt két. Đầu tiên xét tổng quan tử vi 2 tháng cuối 2023, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được dự đoán sẽ là thời gian tuyệt vời, có sự tiến triển tốt đẹp trên tất cả các phương diện cuộc sống, như sự nghiệp, công danh, tình yêu gia đình và các hoạt động xã hội. Người tuổi Mậu Ngọ có thể thu về lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư tài chính. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mậu Ngọ trong 2 tháng này có thể tiến bộ tuyệt vời mà không gặp phải bất kỳ rào cản đáng kể nào. Tuổi Mậu Ngọ có thể mong đợi những vận may đến bất ngờ. Trong gia đạo liên tục đón nhận nhiều tin vui, 2 tháng cuối năm nay, cuộc sống gia đình của tuổi Mậu Ngọ rất hòa thuận, sẽ có những cuộc gặp gỡ vui vẻ và những lễ kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, vận niên năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ là Long Đắc Vũ, tức là rồng làm mưa cho thiên hạ, báo hiệu một năm chuyên đi lo lắng việc cho người khác. Để gặp được nhiều điều may mắn trong năm nay, tốt nhất bạn nên thực hiện mọi việc vào thời gian này sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tử vi năm 2023 kêu gọi người tuổi Mậu Ngọ hãy tận dụng mọi cơ hội đến với cuộc đời của mình, luôn tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực và sẵn sàng hành động. May mắn sẽ đứng về phía bạn, liên quan đến vấn đề để tiền bạc vượng và sức khỏe tốt, bạn sẽ tìm được cách kiếm tiền mới thay vì chỉ dựa vào thu nhập có được từ sự nghiệp của mình. Trong năm nay, bạn sẽ làm nhiều việc tốt cho những người khác, lan tỏa lòng tốt ở mọi nơi. Giúp đỡ người khó khăn là cách bạn chia sẻ phước báu của mình cho người khác và qua đó theo luật nhân quả bạn sẽ nhận được nguồn phước báu dồi dào tương tự vậy. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp tháng 11 và 12 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, đây là thời điểm mà con giáp này có nhiều bứt phá trong công việc của mình. Tỷ thiên chiếu mệnh, con giáp này càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình thì càng được cấp trên đánh giá cao, bản mệnh đủ tự tin vào năng lực của mình. Thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này. Hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong tháng cuối năm này, báo hiệu những may mắn sẽ đến với bản mệnh, những chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái, trọng dụng mà trao cho thêm trọng trách. Trong thời điểm cuối năm, sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để kịp tiến độ, bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc sai lầm. Muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là làm bình tĩnh, công sức đi sửa sai còn lâu gấp nhiều lần đó, việc gì mình có thể tự làm thì tốt nhất chớ nên nhờ vào người khác, ai cũng có việc của mình, nể nang nhau thì làm, nhưng chẳng vui vẻ gì đâu. Tốt nhất hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đừng chơi trò đá bóng sang sân của người khác. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này có thể trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên đấy. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ, tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch, đường tài lộc của con giáp này đang cực kỳ khởi sắc, điềm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài, chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ, sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khá lớn. Bản mệnh được chỉ lối dẫn đường,
cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà thu về đầy túi. Nguyệt lệnh nằm ở đất Lâm Quan, tuổi Mậu Ngọ chẳng ngại nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ, cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ việc gì, thành công chẳng thể nào chối từ được những người có nghị lực lớn lao như bạn. Ở góc Tây Nam, góc của Lục Bạch Phi Tinh, hai tháng này, mệnh chủ có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy bằng thạch thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ hay chậu tụ bảo, cây dung tiền để giúp tài lộc thêm phần vượng phát. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem vận trình tình duyên tuổi Mậu Ngọ tháng cuối năm Quý Mão, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh. Tuy nhiên, chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu, con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu sóng gió, kiên trì giữ vững tình yêu của mình, thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước. Bạn hiểu rằng những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi, tuổi Mậu Ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Một số cặp đôi tháng này sẽ đón thêm tin vui về con cái sau bao tháng ngày ngóng trông, hãy chuẩn bị tinh thần để chào thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe là điều mà ai cũng quan tâm khi xem tử vi vận mệnh của mình. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ năm 2023 có liên quan mật thiết đến công việc. Khi công việc quá nhiều, bạn cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp để tránh hao tổn sức khỏe. Vào 2 tháng cuối năm 2023, người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải chăm sóc bản thân thật tốt và đặc biệt là sức khỏe tâm trí và tim mạch. Bạn nên giữ tâm thái bình tĩnh và tham gia các hoạt động có lợi cho thể chất của bạn. Ngoài ra, hãy thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và kết hợp các bài tập và thói quen hàng ngày của bạn. Bằng cách này bạn sẽ kiểm soát tốt sức khỏe của mình và gia đình. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Ngọ cần chú ý khi tham gia giao thông trên đường để tránh các tai nạn bất ngờ. Đặc biệt, đối với các ngành nghề liên quan đến xây dựng, hóa chất, cần chú ý an toàn trong quá trình làm việc. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Luận giải vận trình tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tràn đầy cảm hứng. Bạn tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này, người tuổi Mậu Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc hăng say hơn. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, anh chị sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là tháng anh chị nên khéo léo trong ứng xử, đừng vì chút thành tích mà tự kiêu, hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ, quý anh chị nhé. Tử vi tài lộc tháng 11 của tuổi Mậu Ngọ cho thấy đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này, khuyên người tuổi Mậu Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm, nhưng hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn, nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt anh chị trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn, điều tuyệt vời đang chờ đón anh chị phía trước. Người đã có gia đình, được bạn đời hết sức hỗ trợ, nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích, quý anh chị nhé. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc cát tường, đen, đỏ, con số may mắn 34, 09, 55. Tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 2023, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, công việc tuổi Mậu Ngọ tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định tài năng, được cấp trên trọng dụng. Tháng này Mậu Ngọ lại càng thêm may mắn, nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ các tinh tử vi, miễn là bạn tin vào năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được bạn. Bằng cách học hỏi không ngừng để nâng tầm giá trị mình lên,
bạn ngày càng tiến bộ hơn trong công việc và được nhiều người hỗ trợ. Tháng cuối năm tốt cho những việc như ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tuyển nhân viên mới hoặc sửa sang cửa hàng. Nếu làm tự do thì bạn sẽ được một quý nhân chỉ đường dẫn lối vào lúc bế tắc nhất. Xem tử vi hàng tháng, tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Mậu Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho đầu tư, kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này, tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe tốt, duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của tài sản. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Dậu, Tỵ, màu sắc cát tường, xanh, nâu, con số may mắn 23, 91, 11. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Mậu Ngọ sẽ có cả thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ và để giúp bản mệnh tuổi Mậu Ngọ dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập, trái ngược lại càng giúp họ bổ sung hỗ trợ nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng. Đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. 2. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Sửu. Trên phương diện đối tác làm ăn, chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Ngọ. 3. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau bởi Dần và Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. 4. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao bởi Ngọ thiếu đi kiên trì, nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế. Bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn xung đột. 5. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thìn. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh. Họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch, dự định, đặc biệt là rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của ngựa. 6. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tỵ. Cũng do những điểm khác biệt trái ngược ấy mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài bền vững được. Bởi thực tế, Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. 7. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Ngọ. Công việc làm ăn của hai người tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Ngọ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. 8. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dê là người đứng đầu tổ chức công việc. Bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. 9. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thân. Thân và Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn bởi sự thiếu kiên trì, dễ thay đổi của Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa hai con giáp này có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau, vì vậy mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn xung đột. 10. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. 11. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tuất. Tuất và Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu, vì vậy họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy chính xác. 12. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao, tuy nhiên mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung. Hợi và Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước, nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Quý vị thân mến,
Phong thủy nhà ở cũng luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế, cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Theo phong thủy tuổi Mậu Ngọ, năm sinh 1978, được cho là tạm sung sướng về hậu vận, tức đến khoảng thời gian nửa cuối đời có cuộc sống sung sướng. Thế nhưng trong công việc làm ăn dễ có nhiều sóng gió, lận đận, thậm chí đổ vỡ vì nóng tính, điều này thường xảy ra ở các mệnh nam nhiều hơn so với nữ. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải và kìm hãm những vận đen này, sẽ mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Nhắc đến phòng khách thì đây là nơi mà tụ nhiều vượng khí và cần có nhiều vượng khí nhất. Bởi vậy bạn thường thấy phòng khách được đặt chính giữa căn nhà. Việc sắp xếp những nội thất trong phòng khách cũng là một điều gia chủ tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng cần được sắp xếp gọn gàng và những vật mang lại may mắn cho gia chủ, mang lại nhiều điều tốt đẹp, cũng cần được cân nhắc một cách cẩn thận. Theo phong thủy học, có 4 hướng tốt, có thể lựa chọn cho phòng khách của mình theo 4 hướng này. Những gia chủ tuổi Mậu Ngọ thì lựa chọn cho mình 4 hướng sau đây. Bắc sinh khí, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Đông diên niên, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Nam thiên y, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Đông nam, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Cần chú ý những yếu tố tương phối môn mệnh hợp với hướng chính là hướng bắc của ngôi nhà hay không. Với trường hợp này thì bạn hoàn toàn hợp với hướng bắc, nên bạn có thể lựa chọn cho mình hướng phòng khách phù hợp với ngôi nhà của bạn nhé. Cần lưu ý rằng phòng khách nên được thiết kế đặt ở phía trước ngôi nhà, gần cửa ra vào vì đây là vị trí thích hợp để lưu thông và tích tụ vượng khí nhất trong căn nhà của bạn. Màu sắc là yếu tố rất quan trọng trong việc trang trí phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ, bởi nó ảnh hưởng đến tài vận cũng như thể hiện được tính cách của gia chủ. Những gam màu trung tính và tươi sáng sẽ mang lại một hiệu ứng rất êm dịu và thoáng đãng, trang nhã. Với tuổi Mậu Ngọ nên chọn màu hồng phấn, vàng chanh hoặc xanh nhạt. Những màu sắc này sẽ tạo cảm giác mát dịu cho phòng khách của bạn. Với Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, là màu đỏ, tím, hồng tượng trưng cho sự tương sinh, màu vàng nâu là tượng trưng cho mệnh thổ, thổ sinh hỏa hợp mệnh. Lưu ý, để tránh những điều rủi ro không đáng có, không may mắn trong cuộc sống, bạn không nên lựa chọn những màu bản mệnh của mệnh hỏa, xanh dương, đen và kim, trắng, bạch kim, bởi trong ngũ hành tương khắc thì mệnh hỏa khắc hỏa và hỏa khắc kim. Trần nhà luôn đóng một vai trò quan trọng trong thuật phong thủy phòng khách. Trần cần có màu sáng, sẽ tạo cảm giác không gian rộng rãi thoáng mát. Nhưng với sàn nhà bạn nên lựa chọn cho mình màu đậm hơn. Có thể thiết kế theo kiểu cổ xưa, trời nhẹ đất nặng sẽ giúp mang nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Đặc biệt cần chú ý rằng, sàn nhà bạn nên thiết kế bằng phẳng, nhưng tránh trơn trượt. Điều này sẽ khiến các thành viên trong gia đình không an toàn, thậm chí có thể khiến của cải vận may trơn tuột hết ra ngoài mà bạn không nắm giữ được. Ánh sáng quan trọng trong trang trí phòng khách cho người tuổi Mậu Ngọ, nên thiết kế phòng khách thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, nhằm đảm bảo sinh vượng khí cho ngôi nhà. Vậy để thuận phong thủy, tránh để phòng khách u tối, thiếu ánh sáng mặt trời, ánh sáng giúp thay đổi phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ. Khi thiết kế cửa chính và cửa sổ cho phòng khách, nên để độ rộng tối đa, phù hợp với kích thước phòng khách là tốt nhất. Ánh sáng giúp tăng cảm giác tích cực hoạt động, giúp sức khỏe của các thành viên trong gia đình được tốt hơn, đem đến thịnh vượng và giúp cho phòng khách thêm rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên đầu tiên, bởi nó chính là nguồn khí thiên nhiên khó thay thế, góp phần giảm độ ẩm, giữ căn phòng được khô và thoáng mát. Quý vị thân mến, thiện lương vốn dĩ là một phẩm chất quý giá của con người, cũng là sức mạnh tiềm ẩn vô biên mà bẩm sinh mỗi người khi sinh ra đều có. Trong bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, bạn hãy kiên trì thiện lương nhân ái. Khi biết yêu thương người khác, ta mới có thể được sống trong vòng tay ấm áp của tình người. Vì mầm lành thiện lương gieo xuống sẽ cho gặt quả phúc báo. Cổ nhân xưa có nói, người có những thói quen này thì được hưởng phúc báo dài lâu, ai có một cái cũng đã viên mãn. 1. Sức mạnh của phúc báo. Vì mỗi người đều có nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người cũng không giống nhau. Có người có tiền bạc, nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người lại tu hành thành công. Đó chính là do con người gieo trồng ở kiếp trước, bởi vì nhân duyên, thói quen, nên có những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Bắt đầu bằng suy nghĩ tử tế. Mỗi người cần học cách vun trồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một thiện niệm, dù nhỏ nhưng cũng sẽ trổ hoa tốt đẹp trong tương lai. Người ta thường than thở số phận không may mắn,
làm gì cũng gặp khó khăn, nhưng thực ra là do phúc báo chưa đủ. Muốn cải biến vận mệnh của mình thì bạn nên thay đổi tâm thái của bản thân. Thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. 3. Đối xử không tốt với gia đình, bao nhiêu phước cũng mất hết. Chẳng hạn như, có nhiều người lúc nào tỏ ra mình là người tốt tính trước mặt người lạ, nhưng về nhà thì lại trút hết tức giận lên vợ con, bố mẹ, kiểu người này sinh ra đã thấp kém. Thực ra hiếu thảo với cha mẹ, sống tốt với vợ con chính là cách cư xử tốt nhất với chính mình. Người như vậy thì cho dù trước đây có phúc báo nào đó, cũng sẽ nhanh chóng bị người đó tiêu hao. Thế nên loại người này sống sẽ gặp nhiều vấn đề, hãy thay đổi bằng việc hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con. 4. Phàn nàn sẽ mang lại bất hạnh. Có một kiểu người suốt ngày cứ phàn nàn, họ cứ chán nản cuộc sống của mình, dường như chẳng có gì khiến họ hài lòng cả. Họ thích nhìn cái sai của người khác, mà không nhìn lại bản thân mình. Kiểu người này sống trong oán hận và suốt ngày cảm thấy cực kỳ đau khổ. Loại hành vi tâm lý này sẽ khiến khuôn mặt của họ về sau ngày càng trở nên xấu xa và khó nhìn. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, tướng tùy tâm sinh, muốn có phúc báo thì hãy ngừng phàn nàn, trách móc, hãy sống bao dung nhiều hơn. 5. Tươi cười nhiều hơn. Nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm chuyển, khi tâm trạng của một người là tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt, tâm tình không tốt, mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình. Nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 6. Biết cảm thông. Lão Tử có câu, chi nhân giả trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ, có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc là người đại trí, đại huệ. Người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác. Mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể hoán đổi vị trí cho nhau, là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. 7. Hãy thiện lương. Làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa nhã nhặn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.